buffet mà có nguyên cái đồ bê bự như thế này cho mình lấy về ăn tại chỗ luôn nè. Ở đây không chỉ có tôm cua ghẹ thả hồ ăn thoải mái mà còn có nhiều món lạ. Nếu nhà buffet 200 mấy có cua ghẹ tôm còn bơi, ăn bao nhiêu cũng được vẫn chưa làm hài lòng các bạn thì ở đây có bê nóng cho mình mang về ăn đã lắm nha. Ở bên đây là các loại ốc còn đang sống luôn nha, như là nghêu nè, sò huyết nè, sò dẹo nè, ốc móng tay vân vân, rất là nhiều loại luôn. Còn kế bên đó là khu vực của ghẹ cũng còn đang bơi, rất là nhiều con ở đây, lấy bao nhiêu cũng được luôn nha. Sẽ qua khu vực này đó chính là cua. Cua ở đây cũng ăn thoải mái và tất cả cua đây đều còn đang sống luôn. Món chính sản cũng hết sức đa dạng và phong phú, mình không có cần làm gì hết luôn, chỉ cần lấy về ăn thôi nha. Cua ghẹ tôm hấp chiên xào sẵn có đủ hết luôn. Tất cả các món chiên nè, các món ốc nè, các món hải sản nè, gỏi nè, và chính sản mà chỉ cần lấy về ăn thôi nha. Các loại ốc hào hải sản ở đây được làm sạch và có pha sẵn sốt luôn, mình chỉ đem về nướng thôi nha, rất là tiện luôn á. Quầy thịt và các món ốp sẵn thì cũng rất là nhiều loại, nào là chim cút nè, lòng nè, bạch tuộc, rồi ếch, cá, mực và các loại thịt luôn nha. Như là bò tảng nè, bò cuộn nấm nè, rồi lòng bò kiểu Hàn, xiên BBQ, viên thả lẩu, đủ loại hết. Quầy rau sống thì tươi và có nhiều loại rau đồng dân dã, ăn cùng thịt, hải sản hay là nhúng lẩu đều rất là hợp. Vé này cũng đã bao gồm luôn lẩu, và lẩu mà lấy tự do bao nhiêu cũng được, khỏi lo. Vé cũng bao gồm luôn quầy nước uống với các loại nước ngọt, trà, chanh dây nè, cam vắt, nguyên cái quầy trái cây, các loại bánh, chè, thiệt là dài và nhiều loại tươi ngon này, cùng với hai tủ kem to đùng với hàng chục loại kem, cho bạn tha hồ ăn thỏa thích bao nhiêu cũng được mà không cần trả thêm tiền. Sắp nhỏ thì luôn thích cái quầy này, đây là quầy các loại xúc xích nè, các loại viên chiên, súp, mì xào, được giữ nóng bằng hệ thống đèn hiện đại nên luôn nóng và thơm ngon. Nước chấm và nước sốt đem mà nướng á, rất là nhiều loại luôn mọi người ơi. Tới đàn buffet cả trăm món, từ lẩu, nướng, chiên, hấp xào và tráng miệng, cho tới nước nữa mà vé có 249 à. Nếu mà cuối tuần là 259, không tính thêm vé, không phí phục vụ, không giới hạn thời gian ăn. Bởi vậy tiệm buffet như là cái chợ hải sản này rất là đông luôn. Mọi người lưu lại tiệm buffet Sunny BBQ này, hôm nào rảnh mình qua ăn nha.